À, nước đang chảy rồi của Hòn Nam Bộ mà năng lượng mặt trời đó. Đấy, dần là mai của chú nè đó. Giờ ra máy năng lượng đang chạy đó. Đây dần mai kiển của chú nè. Bên đây, đây là khu vực nhà chú nè. Không gian rộng lắm. Đó, là dàn mai bên đây. Vườn nhà chú là 2 công. Đất thổ cư. Nhà sát mặt lộ nhựa. Đây là khu vực chú để máy bơm đang hoạt động của năng lượng nè, đang chạy á. Máy bơm chạy rất mạnh mà chạy nước lên đều lắm. Mình xem coi coi được không nha.